Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 8. Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020. Công bố quyết định bổ nhiệm Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Gần 1.000 hộ cần được hỗ trợ xây sửa nhà. Trường Trung học cơ sở Thuần Hưng, huyện Khoai Châu, điểm sáng trong công tác dạy và học. Công an thị xã Mỹ Hào tăng cường bảo đảm an ninh trật tự thời điểm cuối năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên khóa 21 tổ chức kỳ họp thứ 8. Tới dự có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hưng Yên. Năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự đoàn kết và nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân, thành phố Hưng Yên đạt được nhiều kết quả khả quan, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 12,1%, thành phố Hưng Yên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả mà thành phố Hưng Yên đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị thành phố Hưng Yên cần quan tâm phát triển thương mại dịch vụ, đưa các giống cây con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, sạch, đầu tư vào địa bàn, quan tâm đầu tư chỉnh trang tu bổ, bảo tồn quản lý các di tích để thu hút khách du lịch về với thành phố Hưng Yên, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thành phố Hưng Yên phải là địa phương dẫn đầu của tỉnh về thái độ phục vụ của các cấp chính quyền với nhân dân, tiếp tục thực hiện kế hoạch 93A giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng thành phố Hưng Yên phát triển bền vững, xanh, sạch đẹp. Hôm nay tại trung tâm hội nghị tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và định hướng cho giai đoạn sau năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị còn có gần 300 đại biểu đại diện cho các bộ ban ngành, đoàn thể trung ương, các nhà khoa học, lãnh đạo các sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, phát huy tinh thần cộng đồng, sáng tạo, nhiệt tình hưởng ứng của nhân dân trong tỉnh, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có tính đột phá, thực sự tạo ra không khí thi đua phấn khởi khắp các địa phương trong tỉnh. Đến nay, Hưng Yên có 145 trên 145 xã đạt tỷ lệ 100% được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và là một trong 8 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. 4 trên 10 huyện, thị xã, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2019, có 10 xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Kết quả thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh 10 năm qua đã có đóng góp quan trọng vào những thay đổi diện mạo, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân ở khu vực nông thôn. Cụ thể, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt 76%. Có 3 khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của tỉnh đi vào vận hành. Có 100% các xã có điểm tập kết bãi chôn lấp rác thải, thu gom rác thải tại 100% số thôn, khu phố, lắp đặt thùng đựng rác tại các khu vực cộng đồng, trường học, đầu tư xe thu gom rác thải, lắp đặt 1.373 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, triển khai phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh đạt được 31%. 70% cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ làng nghề có công trình xử lý chất thải, đã có 2 trên 4 làng nghề hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường, trồng được trên 1.000 tuyến hoặc đoạn đường hoa với chiều dài 258 km. Các kết quả trên đã hạn chế tối đa tình trạng ô nhiễm, nhiều khu dân cư đã xây dựng được cảnh quan môi trường thực sự xanh, sạch đẹp,
góp phần tạo nên miền quê đáng sống. Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nên công tác quán triệt và triển khai thực hiện nội dung môi trường đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội và toàn thể người dân thực hiện đồng bộ, nghiêm túc và hiệu quả. Những kết quả hoạt động trong công tác thu gom rác thải bước đầu góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Thông qua việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường cũng là điều kiện để các xã cải thiện công tác môi trường, bắt đầu từ xây dựng hệ thống hạ tầng để giải quyết triệt để vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn. Công tác tuyên truyền thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về nội dung, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nói chung và thực hiện tiêu chí môi trường nói riêng. Vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy trong xây dựng nông thôn mới, qua đó đã tạo được phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn các địa phương. Tham luận của các đại biểu đại diện cho các bộ ngành địa phương, đoàn thể, chuyên gia, doanh nghiệp tập trung về các bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện tiêu chí môi trường trong thời gian vừa qua và đề xuất các giải pháp thực hiện và hoàn thiện bộ tiêu chí môi trường trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân khẳng định kết quả 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là một thành tựu to lớn trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội khu vực nông thôn, trong đó công tác bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy định có sự tăng trưởng nhanh qua các giai đoạn. Công tác xã hội hóa hoạt động cấp nước sạch nông thôn được thực hiện đồng bộ, mang lại hiệu quả cao. Công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nước thải đã được quan tâm và có sự thay đổi vượt bậc từ phương thức quản lý, quy trình vận hành đến tỷ lệ thu gom và biện pháp xử lý. Vấn đề bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề được quan tâm chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường được khởi sắc và thực sự mang lại hiệu quả, tạo nên những miền quê đang sống với môi trường trong lành, sáng, xanh, sạch, đẹp. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh. Hiện nay, nó thật cái bức xúc nhất là cái gì ở nông thôn? Một là rác thải, đúng không? Mà rác thải nói ngay là chất thải rắn sinh hoạt. Chất thải rắn sinh hoạt trở thành vấn đề tôi cho là rất là quan tâm. Nhưng mà nếu không thay đổi, không đột phá, không đổi mới đấy, xã nào làm một cái lò đốt ấy để đạt cái chuẩn nông thôn mới chạy theo thành tích chứ, đó là phi khoa học. Phải nói thật như thế đấy. Lò đốt là gom lại rồi đốt rồi dioxin boron ảnh hưởng đến người dân. Và bây giờ tư duy mới là gì? Tỉnh phải lo việc đốt rác. Tôi nghĩ thế chứ không phải huyện đâu. Tỉnh phải lo việc đốt rác. Đấy. Vì sao? Bây giờ rác thải nó ngổn ngang như thế, nhưng mà nông thôn, xã, huyện, xóm là làm gì? Phân loại, đúng không? Thu gom, trung chuyển và vận chuyển. Tôi nghĩ như vậy nó mới vào nông thôn mới được, mà nó đi dài được. Và hôm nay tôi cũng đề nghị các ông chí lãnh đạo và đại diện các sở tài nguyên môi trường đấy là tham mưu cho vấn đề này. Thu gom, vận chuyển và xử lý là cấp tỉnh phải lo. Và sắp đến là tỉnh phải quy hoạch cái chỗ đó và đồng bộ ba giải pháp cơ chế chính sách từ cái thu gom vận chuyển đó, trên quan điểm là người xả ra môi trường phải nộp phí và phải xử lý là như thế nào, tức là đồng bộ về cơ chế chính sách này, mô hình công nghệ này, thứ hai tuyên truyền nâng cao nhận thức, phải đi vào ba giải pháp đó mới xử lý được cái rác thải sinh hoạt. Và tôi nói thật, giai đoạn đến mà chúng ta không làm tốt được cái rác thải sinh hoạt nó riêng mà chất thải nói chung là không đáp ứng gì cả. Bây giờ làng quê của chúng ta, thôn xóm phải làm cái hệ thống xử lý thu gom xử lý nước thải sinh hoạt dứt khoát phải thế. Làng nghề phải thu gom xử lý nước thải chứ không thể là khác được chứ, đúng không? Thì cái này là tôi nghĩ là phải là điểm nhấn và đưa vào cái tiêu chí. Nhân dịp này, Bộ Tài nguyên Môi trường trao bằng khen cho 24 tập thể cá nhân có thành tích triển khai thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Trước đó buổi sáng,
các đại biểu tham quan mô hình tuyến đê kiểu mẫu, điểm cảnh quan môi trường, cụm dân cư xanh sạch đẹp gắn với phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp và mô hình xử lý chất thải rắn, nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Hôm qua, tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho đồng chí Vũ Quốc Nghị, Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Quyết định có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2019. Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trên cương vị công tác mới, đồng chí Vũ Quốc Nghị tiếp tục phát huy năng lực công tác, đóng góp tâm sức, trí tuệ, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính để thu hút các dự án vào các khu công nghiệp của tỉnh. Năm nay, huyện Yên Mỹ ước thu thuế đạt 760 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch trên 230%. Đến nay, huyện Yên Mỹ đã thu thuế đạt trên 740 tỷ đồng, trong đó nguồn thu vượt nhiều nhất từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 520 tỷ đồng, đạt gần 440% so với kế hoạch đề ra và tăng 190% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân vượt 20%, đạt hơn 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nguồn thu khác ngân sách chủ yếu từ các khoản phạt hành chính, phạt nộp chậm thuế cũng tăng gần gấp 2,5 lần, với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Cùng với việc tạo môi trường đầu tư tốt, từ đầu năm đến nay có trên 200 doanh nghiệp đăng ký mới. Trên địa bàn hiện có 1.000 doanh nghiệp đang hoạt động. So với cùng kỳ năm 2018, năm nay giá bán các loại cá tăng từ 10 đến 20%, giúp nhiều thành viên của Hợp tác xã Thủy sản Hạ Lễ, huyện Ân Thi thu lại khá. Hợp tác xã có 17 hộ nuôi cá theo hướng Việt Gáp với tổng diện tích trên 28 ha. Hiện nay cá chấm có giá từ 55 đến 57.000 đồng kg, cá chép 50.000 đồng kg. Đây là các giống cá chủ lực của hợp tác xã đang được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phố tại khu vực miền Bắc. Tại tỉnh Hưng Yên, nhiều bếp ăn tập thể đã nhập cá của hợp tác xã với những đơn hàng dài hạn. Do các hộ nuôi tuân thủ chặt chẽ các điều kiện tiêu chuẩn vệ sinh an toàn nên số lượng chất lượng cá thương phẩm luôn được bảo đảm. Ước tính sản lượng năm nay của hợp tác xã đạt trên 150 tấn, trung bình mỗi hecta nuôi thả cá thu lãi từ 200 đến 250 triệu đồng một năm. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh còn khoảng 1.000 người có công và hộ nghèo còn khó khăn cần được hỗ trợ xây dựng về nhà ở. Từ năm 2013 đến năm 2019, tỉnh đã hỗ trợ sửa chữa xây mới được 3.700 nhà cho người có công và gia đình chính sách. Chỉ tính riêng từ cuối năm 2018 đến nay đã hỗ trợ xây mới 310 nhà cho hộ nghèo. Hiện tại, tỉnh Hưng Yên còn khoảng 1.000 người có công, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhà xuống cấp cần được hỗ trợ xây dựng. Tỉnh đã đang huy động nhiều nguồn lực để chung tay tiếp tục xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo nhằm mục đích chăm lo cho người có công và giúp đỡ hộ nghèo vượt lên khó khăn, vượt lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, trường Trung học cơ sở Thuần Hưng, xã Thuần Hưng luôn không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục ở huyện Khoái Châu. Ấn tượng khi dự các tiết học ở trường Trung học cơ sở Thuần Hưng là không khí học tập sôi nổi, hào hứng của các em học sinh. Không còn là những tiết học nhàm chán, khô khan, học sinh thụ động ngồi lắng nghe bài giảng. Thay vào đó, các em được chủ động, trao đổi, thảo luận, làm bài tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Để tạo hứng thú cho học sinh trong mỗi tiết học thì chúng tôi thường sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, sử dụng phương pháp dạy học tích hợp liên môn và sử dụng nhiều hình thức tổ chức dạy học cho học sinh như là hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động cặp đôi, hoạt động chung cả lớp. Ngoài ra thì chúng tôi còn lồng ghép vào bài dạy của mình nhiều trò chơi, nhiều câu chuyện khiến cho bài học hấp dẫn, sinh động. Ngoài trang bị kiến thức các môn học, nhà trường chú trọng rèn luyện kỹ năng sống. Các em thường xuyên được tham gia các hoạt động ngoại khóa như thể thao, văn nghệ, các trò chơi dân gian, nhảy dây, bắn bi. Những hoạt động này đều nằm trong chương trình giáo dục theo hướng tăng cường kỹ năng mềm của nhà trường, từ đó giúp các em bộc lộ khả năng nổi bật của bản thân để thầy cô giáo có thể đưa ra những phương pháp học tập phù hợp cho từng em. Sau các trò chơi và các hoạt động đó, em cảm thấy rất phấn khởi, hào hứng để bước sang tiết học tiếp theo. Em rất tự hào và yêu mến ngôi trường của em
Mỗi ngày đến trường của em là một ngày vui, em coi ngôi trường là mái nhà thứ hai của em. Với cách làm hiệu quả, những năm qua, trường trung học cơ sở Thuần Hưng luôn được các cấp đánh giá cao vì đã có nhiều thành tích cho công tác giảng dạy. Năm học 2018-2019, giáo viên có trình độ trên chuẩn đạt trên 90%, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt gần 100%. Có 15 em học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp như em Chu Thị Ngọc Oanh đạt giải nhì môn sinh học cấp tỉnh, em Vũ Thị Ngọc Ánh đạt giải nhì văn hóa đọc cấp tỉnh. Đặc biệt, trong năm học này, trường trung học cơ sở Thuần Hưng được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh cái việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, thì nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng đến giáo dục đạo đức tác phong cho các em, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục trải nghiệm hướng nghiệp, phòng chống bạo lực học đường cũng như là chống xâm hại trẻ em, các cái hoạt động về nhân đạo từ thiện để từ đó bồi dưỡng cho các em lòng nhân ái và cũng biết sẻ chia yêu thương giúp đỡ mọi người trong cuộc sống. Để giải phóng mặt bằng nút giao dự án đường 379, đầu nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua xã Tân Dân. Sáng nay, huyện Khoai Châu đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với gia đình bà Nguyễn Thị Tư và Phạm Thị Dung ở thôn Thọ Bình, xã Tân Dân do vi phạm xây nhà và trồng cây trên đất nông nghiệp. Gia đình bà Nguyễn Thị Tư và Phạm Thanh Dung vi phạm xây dựng công trình kiên cố, nhà xưởng, trồng cây trên đất hành lang giao thông, đất nông nghiệp. Trong đó có hành lang để mở cửa tuyến đường 379 mà đơn vị đang thi công. Được biết trước đó, các ban ngành của huyện đã vận động người dân tự di chuyển bàn giao mặt bằng, nhưng các hộ dân trên đã cố tình không di chuyển. Ngay sau khi cưỡng chế, giải tỏa, Ủy ban nhân dân huyện Khoái Châu đã đo đạc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đảm bảo thông tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Thực hiện khẩu hiệu thức cho dân ngủ, các cho dân vui chơi, Công an thị xã Mỹ Hào đã mở nhiều đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đồng thời có nhiều phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán cho người dân trên địa bàn. Hiện tại 13 xã phường trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, lực lượng công an chính quy đã tăng cường bám sát địa bàn để kịp thời xử lý khi có tình huống phức tạp. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, công an thị xã đã điều tra khám phá và xử lý trên 100 vụ việc vi phạm pháp luật, bắt 253 đối tượng, giảm 26 vụ và 26 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội. Bên cạnh các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng công an chính quy trên địa bàn đã thay đổi hoàn toàn phương thức làm việc so với trước kia. Thay vì lực lượng công an xã hầu hết xử lý các vụ việc bằng kinh nghiệm, thì lực lượng công an chính quy đã huy động các ngành đoàn thể phối hợp để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt là thực hiện tốt công tác dân vận khéo để người dân không vi phạm pháp luật. Để làm tốt cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường, chúng tôi tham mưu thành lập ban bảo vệ dân phố. Hàng đêm là chúng tôi phân công cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với ban chỉ huy quân sự và ban bảo vệ dân phố, chúng tôi tuần tra vũ trang ban đêm. Để quản lý chặt chẽ các loại đối tượng thì chúng tôi đã thiết lập hệ thống hồ sơ, sổ sách và đặc biệt là áp dụng công nghệ thông tin ở trên hệ thống máy tính. Chúng tôi quản lý các loại đối tượng có tiền án tiền sự, vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật ở trên hệ thống máy tính. Địa bàn thị xã hiện có số lượng dân nhập cư ngày càng đông, các khu công nghiệp nhiều. Đội cảnh sát giao thông trật tự của thị xã đã tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Vi phạm nồng độ cồn, tăng cường tuần tra vũ trang từ 22 giờ đến 2 giờ trên các tuyến đường nội thị. Nhờ triển khai đồng bộ, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã năm 2019 đã giảm 2 tiêu chí, đó là giảm 5 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 người thiệt mạng so với cùng kỳ năm 2018. Để bảo vệ Tết Nguyên đán, đội cảnh sát giao thông công an thị xã Mỹ Hào đã xây dựng cái kế hoạch tổng kiểm tra tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên đường, và chúng tôi cử cán bộ của đội đến và tuyên truyền cho tới các công ty, các trường học là thực hiện nghiêm túc cái việc tham gia giao thông để đảm bảo an toàn trước và trong và sau Tết Nguyên đán. Bên cạnh sự nỗ lực với nhiều biện pháp cụ thể của lực lượng công an thị xã Mỹ Hào, thì việc người dân nâng cao ý thức cảnh giác, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc cũng góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương được ổn định và an toàn hơn.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.